Hello cả nhà, các bác có nhận ra đây là cây bơ gì không? À, các bác nhìn trái đã không? Trên cây bây giờ nó có mấy đứa trái luôn. Đứa trái này thì chuẩn bị thu hoạch cho các bác ơi. Đây. Đây, nãy hôm qua vào trái em là 25.000 một ký. Nhưng em không có bán, tại vì cũng có ít thôi để sử dụng đấy các bác. Trái rất là đẹp đúng không? Tuyệt vời, các bác nhìn này. Đây. Trái tuyệt vời không? Đó. Đây, thì trái là khoảng 2 quả hoặc 3 quả một ký các bạn. Đây, trái rất là đẹp. Đây. Đó, đây. Đó. Đó, những trái nó vàng vàng này là chuẩn bị thu hoạch rồi các bạn này. Đó, trái này thì còn đang non hơn chút. Đây. Đây là bơ Quốc Minh nhá. Bơ có thể nói là nó ra rất nhiều nứa trái trong năm. Đấy. Cái nứa trái to này thì đang chuẩn bị thu hoạch rồi. Bây giờ là tháng 4. Giống này thu hoạch rất sớm đúng không? Bây giờ nó còn cái nứa trái nhỏ nhỏ này các bác này. Đó. Đây. Nứa trái nhỏ nhỏ này. Đó. Nứa trái này thì thu hoạch vào tháng 7, tháng 8 này. Còn nứa này thì chắc khoảng 1 tháng nữa này. Còn những cái trái mà nó vàng vàng ấy là chuẩn bị nó được thu hoạch rồi các bác. Rất sai đúng không? Đây là bơ Quốc Minh nhé. Bơ Quốc Minh ra trái rất nhiều, nhiều vụ. Những trái vàng vàng kia là chuẩn bị thu hoạch rồi kìa. Đó. Đây. Trái này là thu hoạch được rồi. Hôm qua lái buôn vào để trả em là bảo là bán cho họ với giá là 25.000 một ký. Nhưng em không có bán tại vì có ít để biếu tặng hoặc là gia đình sử dụng thôi. Rất đẹp, rất tuyệt vời. Này, đó. Các bạn nhìn mấy cái trái đẹp không? Đây. Này, đấy, này. Đấy, này. Trời nắng khả năng là nó sẽ hơi khó. Hơi khó để các bác nhìn về cái trái nhưng mà mã nó rất là đẹp. Đứng vào đây vị trí này em ngại em không trèo lên cây. Sai lắm các bác, đều giải đều cây hết kìa. Đó, giải đều cây hết. Đấy. Đấy. Đấy, thì cái giống bơ này thì cây này em ghép hai giống. Giống này là giống bơ Quốc Minh, giống có nhiều trái, nhiều đợt trong năm đây, thu hoạch rất là sớm. Tháng 3, tháng 4 là bắt đầu có trái thu hoạch rồi. Đấy, rồi tháng 7, tháng 8 lại tiếp tục. Rồi tháng 7, tháng 8 lại ra thêm một nứa bông nữa các bạn. Này, rất xài, đã không? Đó. Nên là bơ này nếu các bác nào trồng thì để lấy trái ăn quanh năm ấy hoặc là giải trong năm thì ok đấy. Đây, cái trái này nó chín rồi các bác này. Đấy. Đây, trái này hôm qua em thấy nó rụng xuống. Đấy. Nó chín này nó chuyển qua màu vàng. Đấy, trái này thì bị sóc nó gặm, khả năng là nó gặm thì không biết là nó có ngon hay không. Thì bây giờ em sẽ bổ đôi cái trái này ra. Đấy, bổ đôi cái trái này ra để test thử xem chất lượng của nó thế nào các anh nhé. Đấy, trái này thì nó nhỏ thôi chứ nó không to như những cái trái phía trên này. Đó, bây giờ em sẽ bổ cái trái ra. Đấy. Này, trong cây, trên cây mà đủ các loại trái đúng không? Trái có thể thu hoạch ngay bây giờ này. Đấy, những trái này khoảng 1 tháng nữa này. Đó. Bây giờ em sẽ bổ cái trái này ra nhé. Mã nó hơi xấu các bác nhỉ. Đấy, trái này thì bị sóc nó gặm. Bây giờ nó chín thì bây giờ em sẽ bổ ra. Cái bơ này thì trao đổi với các bác là cái trái này thì có thể đánh giá là nó chưa có già các bạn. Chưa có già. Nó đang non, tại những cái vỏ của nó chưa được già lắm. Vỏ già thì nó phải chuyển qua màu đen đen một chút. Chứ đây là nó chưa già lắm. Bây giờ em sẽ ăn thử cái chất lượng cái trái này cho các bác xem. Mời các bác cùng ăn thử nhé. Để đâu đây? Thôi để đây đi. Thì do là một tay cầm cái máy quay và một tay bóc cái trái bơ này ra để ăn thử nên là các bác thông cảm, nhưng mà các bác lại bảo là nó mất vệ sinh quá đúng không? Thôi thì cứ ăn thử đi. Đó. Mời các bác nhé. Bơ trái vụ mà. Ồ, dẻo lắm các bác ơi. Dẻo mà thơm lắm. Ngọt, thơm. Đấy. Cái này mà đánh đường, đánh sinh tố là tuyệt vời đấy. Trái này thì nó khi mà mình ăn xong là thấy nó có cái vị ngọt nhưng mà nó có hơi cái vị hơi đắng đắng, thì em đoán cái này bị non, chắc là do gió nó rụng thôi chứ chưa có già lắm. Đừng mà được cái dẻo các bạn, dẻo lắm, khô dẻo. Đây. Cơm tương đối là vàng đúng không? Cơm tương đối là vàng chứ cũng không đến nỗi nào. Đấy. Với trái vụ như này là ok rồi. Đấy, hạt thì xít vào vỏ. Trái này thì nó chưa già rồi. Đây.
hạt có vẻ vẫn còn non lắm này, đó mà nó bị cái vết này này. À vậy là cái vết này nó bị ấy này, trái này nó bị cái vết này, đâm ra nó mới rụng này, chứ bình thường là nó chưa già đâu. Đây là bơ cúc minh nhé. Cái này em chốc nữa em sẽ mang về để đánh một ni sinh tố, chắc được 2 ly sinh tố các bạn, ngon đấy. Đấy, chưa già lắm nhưng mà ăn vẫn ok mà, thơm, có vị ngọt ngọt nhưng ăn xong này có vị hơi đắng đắng này, có cái vị non của bơ ấy. Cây bơ rất đẹp này các bạn nhìn này. Đấy, xài không đã không này. Đấy, trái này đẹp không, đó, dài. Nên là bơ này vào giá em 25.000 một ký để hái, vậy để chứng tỏ những người lái buôn họ toàn hái lon thôi chứ họ không có này. Trái rất là đẹp, mã đẹp, đúng không? Vậy là họ cũng hái bơ nhưng mà họ thì thường là không quan tâm đến già lắm hay sao mà bơ này họ đã vào họ cứ gạ mua rồi. Đó. Trong này thì em sẽ thấy là một số cái trái nó sạn sạn kia thì nó già rồi kìa, chứ còn những cái trái dưới này thì thấy vẫn non, mã đẹp không. Đấy, bác nào cần cái giống bơ này để trồng để mà mình lấy trái ăn ấy, cho gia đình sử dụng ấy, thì các bác nhắn tin hoặc gọi cho em, số điện thoại là 0989 037 167. Đấy, tại vì nó rất là nhiều nứa trái, có trái non trái già rất trên cây rất nhiều. Trái đẹp không, mẫu mã rất đẹp nhá, mã này gần như 034 luôn. Đấy, tuyệt vời. Đấy, trái này nó còn thun thun này thì hạt rất bé này. Đó, rất tuyệt vời. Đấy, mã đẹp không. Rồi, bơ này là bơ cúc minh các bác nhé, bơ cúc minh có thể nói là nó ra rất nhiều nứa trái trong một năm trên cây. Đó, thì em để có một cây này để ăn thôi, còn nửa cây bên này thì em ghép bơ tết rồi, giống bơ tết rất tuyệt vời kìa, em ghép bây giờ nó xài đầy trái kìa. Và thấy cái giống bơ tết nó dễ đậu trái không, rất là xài kìa. Đó, mới ghép có được chưa được năm đâu mà nó ra đầy quả trên kìa. Đó, đậu trái. Sau này em sẽ quay cái giống bơ tết ở trên cái cây này, em ghép cải tạo kìa cho các bác xem. Đấy, giống bơ tết là giống bơ rất là thơm ngon, quả to ký đến ký mấy, rất tuyệt vời. Đấy, bơ tết thì không để sai như này đâu các bác, nếu bơ tết mà để sai này thì gãy hết cành. Đấy, nhưng bơ này thì trái nó nhỏ hơn, bơ này thì khoảng 2 quả, to thì 2 quả một ký, còn lại thì 3 quả một ký. Đấy, chỉ còn bơ tết thì thông thường khoảng ký một quả đấy. Nên bác nào cần cái giống bơ giải vụ này thì báo em để em ghép em gửi giống. Đấy, còn nếu mà trồng số lượng nhiều mà để mà kinh doanh giá trị cao thì em khuyên các bác nên tập trung phát triển giống bơ tết. Đấy, tại vì mình bán vào cái dịp tháng 11, tháng 12 trên thị trường nó không có bơ nên nó rất là dễ bán. Thì còn cái bơ này thì lúc này thì ok rồi, vào giá 25.000 một ký thế này là ok rồi này, đúng không? Còn cái nứa trái như thế này này là vào tháng 7, tháng 8 thì rất là rẻ thôi. Đấy, nó sẽ được tầm khoảng 10.000 ký thôi. Đấy, nên là bơ này thì em không muốn là thu hoạch vào cái dịp đúng vụ đâu. Đấy, bơ này thì đúng vụ thì nó rẻ. Đấy, nên thích thu trái vụ cơ. Các bác làm bơ thì các bác bây giờ nên nghiên cứu đến cái giống bơ nó lệch vụ. Thu hoạch tháng 11, tháng 12 trên thị trường nó không có bơ thì nó rất là tuyệt vời, giá trị rất là cao. Đó, nên là nếu mà trồng mới thì em khuyên các bác lên trồng cái giống bơ tết. Còn nếu mà để trồng để ăn, đấy, để thu hoạch nhiều trái, nhiều đợt trái trong một năm ấy, thì các bác nên trồng cái giống bơ quốc minh này hoặc là cái giống bơ giải vụ Đắc Farm. Là rất tuyệt vời. Em hôm nào em sẽ làm một cái video về giống bơ giải vụ Đắc Farm cho các bác xem. Nó sai lắm các bạn, sai lắm, nó cũng rất là nhiều nứa trên cây. Đấy, nhưng mà nó đậu sai lắm, nó sai như là cái cây cà pháo ấy. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, quả đã không. Rồi thế các bác nhé, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công. Chào các bác. Đấy, rất nhiều trái nhìn rất thích đúng không? Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các dòng bơ xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài bưởi diện cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, màu vàng siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi quốc vị, phù hợp cho bưởi da xanh, nước thái, phòng ngừa sâu bệnh, rùi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.